Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Tiết mục thứ ba này thì nó lại liên quan đến các mối tình. Thành hỏi là ở đây ba người thì đã có ai viết thư cho người yêu chưa ạ? Chắc chắn là có chứ. John chắc thường xuyên hả? Đúng không John? Vài lần. Nu? Không, muốn gì gặp mặt nói chuyện luôn cho rồi, mới viết thư. Có nghĩa là thích thì gặp mặt, không thích thì cạch mặt. Tại vì em nghĩ là em nói tiếng Việt thì người ta sẽ hiểu hơn là tiếng Hàn Quốc. Viết tiếng Hàn Quốc thì phải học khó. À, em chưa viết thư hả? Dạ, chưa bao giờ. Em nên xem bài này. Yes. Đây là bài mà tôi nghĩ là tất cả những ai đang yêu mà những người đã từng viết thư đều phải thổn thức vì nó. Bởi vì nó là một trong những bản tình ca cực kỳ nổi tiếng. Bức thư tình đầu tiên của Đỗ Bảo. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một anh chàng đã thay đổi hoàn toàn hình dáng của mình, Lộc Phượng. Khoảng 40 chai nước lên người thì ôi tôi, cả cái đôi vai của mình nặng trĩu xuống luôn. Cái mà mình sợ nhất ở trong cái thử thách này là đó là mũi liên tục đốt, sưng hết cả là tay cả chân luôn. Khi mà mới leo thì mình ok là leo rất là nhanh, nhưng mà càng về sau thì chân mình càng đuối. Cứ đi lên một bậc thì là chân tay nó run lẩy bẩy lên luôn. Lên được đỉnh núi mình đã hét thật to, mình đã làm được, một cái cảm giác rất là tuyệt vời luôn. Trong một tuần thì mình sẽ muốn tập làm sao để cho cái lượng cân của mình chỉ giảm được khoảng từ 2,5 kg cho đến 3 kg là hợp lý. Nếu mà trong một tuần mà mình giảm cân quá ít, nguy cơ rất lớn là mình sẽ phải chia tay sớm. Tuần này mình sẽ phải tập rất là nhiều những cái động tác bưng bê. Và bưng bê là một cái nỗi sợ là ám ảnh đối với mình. Mình là cực kỳ kém ở trong mấy khoảng là bưng bê này. Và mình sẽ phải tập luyện thật là nhiều, làm sao để cho bài nhảy của mình càng ngày càng phải tốt lên. Và mình muốn mình chinh phục làm sao được 3 con người. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao. Sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man bên trang thư tình gửi đến em, bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc mắt anh kiếm tìm, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Lộc Phượng và Ngọc Anh thưa quý vị, mới cái tuần thứ 6 thí sinh của chúng ta đã nhìn hoàn toàn như một người bình thường đúng không quý vị? Về kỹ thuật thì sao John? Đây mình nói là một cái bài đúng là jazz đương đại. Và cái kỹ thuật trong cái bài này cũng đúng là jazz, cũng là ballet. Và nó có một chút xíu cảm hứng về đương đại luôn. Với cái bài này thì cái câu chuyện thì anh rất thích. Động tác thì đẹp nhưng mà hơi tiếc một chút xíu. Chánh Thành nói là nhìn Lộc Vượng thì mình thấy em rất là chắc hơn, mạnh hơn. Nhưng trong cái bài này anh ít nhìn em, anh nhìn Ngọc Anh hoài. Trong cái chương trình này anh muốn tập trung về Lộc Vượng nhiều hơn. Bài thì xuất sắc nhưng tiếc về cái điều đó vậy thôi. Cho Thành bên vực thí sinh một chút xíu. Là tại vì các bạn biết là cái cô Ngọc Anh này nè, thì cái kỹ thuật cá nhân của cổ khủng khiếp. Thành thử ra cái việc mà chúng ta chú ý về cổ nó là cái điều mà cũng hiển nhiên. Nên liệu có khắt khe quá với Lộc Vượng không? Hả anh Đàm? Không khắt khe à? Nhưng mà phải nói một cách công tâm vì tất cả mọi thứ nó được bày ra trước mắt mình. Mình không thể nào mà nói khác đi. Đây là một bài thi rất nhẹ nhàng, lãng mạn. Hai bức tượng cảm nhận về nhau và đi tìm đến nhau.
Còn dĩ nhiên cái kỹ thuật của Ngọc Anh nó đã là như vậy rồi, Ngọc Anh không thể làm xấu hơn được, buộc lòng Ngọc Anh phải làm đẹp hơn. Khi làm đẹp hơn thì nó sẽ lọt vào trong mắt nhìn của người khác. Tụi em nghiêng về kỹ thuật quá nhiều nên là chưa cho mình một cái chìa khóa bùng nổ trong cái bài thi này, có một tích tắc thôi chứ không có nhiều nhiều, còn mọi thứ đều tốt. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vậy còn Nu thì Nu nghĩ sao? Tại vì thật ra khán giả truyền hình luôn luôn trông chờ một cái điều gì đó nó thật là bùng nổ. Nu phải xin nói thiệt, đó là Nu phải đòi hỏi một cái điều khó hơn một chút. À, ngay cả trong những cái động tác kỹ thuật, ngay cả trong việc bưng bê, lúc này mình đang có cái lợi thế, cái thân hình của mình nó đã fix lại từ từ. Vậy cho nên hãy nhấn mạnh hơn về những cái động tác kỹ thuật và phải làm cho bài thi một lúc một khó hơn. Nhưng dù gì cũng chúc mừng cái bài thi này đã trọn vẹn. Xin cảm ơn Nu Phước Thịnh. Và thật sự thì anh cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Nu. Và anh nghĩ là em vẫn còn sẽ có thể tốt hơn được nữa. Và nếu như quý vị và các bạn đoán họ là tiết mục được giám khảo lựa chọn là tốt nhất trong tuần này, chúng ta sẽ soạn tin nhắn là BN khoảng cách 03 và gửi về 8369 với 3.000 một tin nhắn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm dành cho hai bạn. Mời John. 8 điểm. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Và Nu Phước Thịnh. Thế thì cho nên là đại sứ hòa bình, Nu sẽ 9 điểm. Nu sẽ động viên, nhưng mà hãy nâng cái mức khó của mình mỗi lúc mới nhiều hơn. Cảm ơn Nu rất là nhiều. Điểm trung bình của giám khảo dành cho bạn là 8,3. Bây giờ sẽ phụ thuộc vào số cân nặng của bạn xuống được. Mời bạn. Cân nặng cũ là 79,8 kg và cân nặng mới là 76,8 kg, tương đương là 3,8%, tổng điểm là 12.1. Chúc mừng bạn. Quý vị và các bạn thân mến, và cho đến thời điểm này thì số điểm cao nhất hiện nay đang giữ là Xuân Lộc với 13,8. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.